Nhân Trần mến chào Chi. Chi khỏe không? Dạ, em rất là khỏe. Em xin chào Nhân Trần cũng như là chào tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, đây là thí sinh Lê Ngọc Quỳnh Chi với số báo danh 153, cũng là thí sinh cuối của chương trình tuyển chọn giọng ca vàng đợt 5 trong vòng sơ kết kỳ này. Hôm nay em đến đây với một cái tâm tư là người thí sinh để thi chọn trong cái chương trình tuyển chọn giọng ca vàng kỳ này. Tâm tư của em như thế nào? Em đã chuẩn bị tâm lý cho cái chương trình kỳ này hay chưa? Đến cái cuộc thi này thì chị cảm thấy rất là vui và hồi hộp. Hy vọng là sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ các quý khán giả. Đến cái cuộc thi này thì chị đã giao lưu và học hỏi được rất là nhiều điều thú vị. Ai là cái người giới thiệu em đến cái chương trình này? Thật ra thì chị biết đến chương trình này một cách rất là tình cờ. Chị qua Mỹ cũng được 2 tháng. Và dì của chị là người đã giới thiệu cho chị đến cái chương trình này. Em chia sẻ với quý khán giả là em mới qua Mỹ được 2 tháng mà dám đăng ký để mà thi cái chương trình tuyển chọn giọng ca vàng này, thì anh tin chắc rằng em đã hát rồi hay là đã đảm trách một cái vai trò nào đó trong cái giới, thế giới nghệ thuật ở Việt Nam, đúng không? Thật ra thì chị tham gia cái chương trình văn nghệ của trường của thành phố thôi. Đây là lần đầu tiên chị đến với một cuộc thi có tính chất là công phu như thế này. Ngày hôm nay em đến với quý khán giả với nhạc phẩm gì? Hôm nay chị xin được gửi đến quý khán giả ca khúc Trưa Vắng của nhạc sĩ Huy Tôn. Và thí sinh kế tiếp của chúng ta là Lê Ngọc Quỳnh Chi với số báo danh là 153. Có lẽ Quỳnh Chi sẽ đến với chúng ta một hơi hướng của mùa xuân qua bản nhạc Trưa Vắng. Mời Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, em từ đâu tới? Dạ, em là người con của vùng đất Quảng Nam. Em là người con của vùng đất Quảng Nam. Quảng Nam, nhưng mà hiện giờ em đang định cư ở thành phố nào? Ở Houston phải không? Dạ, ở Houston. Và nhạc phẩm bữa nay em đưa tới trình diễn với quý vị khán giả là nhạc phẩm nào? Dạ, hôm nay em xin gửi đến quý vị khán giả ca khúc Trưa Vắng của nhạc sĩ Huy Tuấn. Trưa Vắng qua giọng hát của người con gái Quảng Nam. Mời quý vị theo dõi. Nay phố xa đầy nắng, riêng em với con đường vắng. Biển ngoài kia sóng nói thầm rằng em nhớ thương anh. Hằng phi lao đứng trên bờ cát. Trời xanh cũng hát cùng phố biển. Cất lời hát và trời xanh cũng hát cùng phố biển. Lời yêu thương gió đưa mây trời bay.
người xa lắm, sống nhấp nhô ngoài xa, biển chưa lấp lánh, gió không ngừng thôi, áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi. Để trưa nay phố biển mình em thôi, vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi, vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong. Dù trưa nay phố biển không có ai, Ngọc Quỳnh Chi. Chắc có lẽ từ đầu tới giờ chương trình này thì tiết mục này là một người vui sướng nhất, có lẽ là Pha Lê. Thì Pha Lê, em có nhận xét như thế nào về cách trình diễn của Lê Ngọc Quỳnh Chi? Pha Lê rất thích khi mà các bạn trẻ hát và vui vẻ, cho nên Pha Lê rất thích cái phần trình diễn này. Cảm ơn em đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay, rất là vui. Em rất là dẹp, rất là dễ thương, và khi em trình diễn rất là tự nhiên, rất là thu hút. Còn Nguyên Lộc có những lời góp ý nào tới Lê Ngọc Quỳnh Chi? Trong những chương trình kỳ trước thì anh có nói là những người trẻ mà đam mê âm nhạc thì anh rất là khuyến khích anh, cho nên anh rất là muốn nương tay cho em. Chắc lẽ lời đầu tiên anh muốn khen em là chiếc áo dài của em rất là đẹp. Em cảm ơn anh. Tuy nhiên thì anh rất là muốn góp ý với em là tại vì anh cảm thấy như giọng hát của em rất là hay, cho nên em cần phải tập luyện thêm một chút xíu nữa, tại vì cái bài này em hát nó bị flat quá. Cái tiếng nhạc nó ở trên đây, giọng hát của em nó hơi bị dưới. Em cố gắng, em để ý nhé. Giọng của em rất là hay, nhưng mà em để ý, em hát không bị flat. Vậy là góp ý cuối cùng chúng tôi xin để dành cho nhạc sĩ Hoàng Tuấn, người đã từng tham dự nhiều buổi chương trình văn nghệ với các nghệ sĩ nổi tiếng ở đây. Thành ra xin anh có những lời góp ý nào đối với Lê Ngọc Quỳnh Chi? Lê Quỳnh Chi, thứ nhất là cũng như là chị Pha Lê và như Ngọc Nguyên Lộc khen là em có áo dài rất là đẹp, trình diễn rất là hay. Đó là về ngoại ngoại hình nhé. Còn nói về phương bài thì bài này là một bài khó. Khi ngay từ đầu anh nhìn cái list những ca sĩ hát hôm nay, anh đã thấy wow, ai hát bài này vậy? Tại vì đây là những bài của ca sĩ Mỹ Linh hát và rất là nhiều ca sĩ đòi hỏi một kỹ thuật cao. Rồi về cái bài này anh trình diễn đó thì chỉ có phần đầu hơi tiếc là có những cái câu thay vì ngắn dài em hơi bị ngắn, hơi bị cục cái đó tí nhá. Có cách nào em hát một khúc bài nào khác mà hợp với cái giọng của em được không, ngoài bài này? Hát theo nhu cầu người nghe. Một đoạn ngắn thôi. Một đoạn ngắn nào mà trong lúc những em đi nhớ ai nhất hay là vui nhất em hát đây cũng được. Em xin hát một đoạn bài hát Giọt Sương và Chiếc Lá. Bài hát rất sôi động. Giọt Sương và Chiếc Lá. Không cần nhạc. Đây là trình diễn sống, bởi vì đây là cách ứng xử của sân khấu nữa. Thành ra em có thể hát một khúc cho nhạc sĩ Hoàng Tuấn nghe. Lá buồn vì nắng đen đã mang giọt sương đi mau, đã xa những em đêm khi trong màn đêm hương có nhau, rồi nắng kia sẽ phải ra
tan lá buồn rồi sẽ ấm khi sương lại vây quanh đây, sẽ sống trong đêm vương tình với nắng mặn nồng của những giọt sương và chiếc lá hết buồn. Rồi Quỳnh Chi có các chất giọng nhá, cho nên chỉ cái phần xử lý của cái bài vừa rồi nó không phần, cái phần đầu không được hay thôi nhá, giờ em có chất giọng rồi, cảm ơn nghe. Nếu quý vị thương yêu Lê Ngọc Quỳnh Chi thì xin hãy gọi vào số điện thoại 1-888-480-5937 với số báo danh là 153. Và khi gọi vào để bầu chọn cho thí sinh Quỳnh Chi cũng như những thí sinh yêu thích nhất của quý vị ngày hôm nay thì quý vị có nhiều cơ hội trúng thưởng vẫn đang còn chờ đợi quý vị. V247 tài trợ 10 thẻ điện thoại, điện thẩm mỹ Bích Ngọc, 2 bộ kem dưỡng da và điện thoại Samsung là do công ty Telecom Wireless tài trợ. Kính thưa quý vị, thí sinh Lê Ngọc Quỳnh Chi mới vừa kết thúc chương trình tuyển chọn giọng ca vàng của năm 2010 và 2011 ngày hôm nay. Hết rung chưa? Dạ. Khi mà ở phòng chờ thì em đã được các anh chị ở đây chia sẻ, rất là hồi hộp, ngồi chờ lâu rất là hồi hộp ạ. Ngay cả phụ huynh cũng rất là hồi hộp khi con em mình biểu diễn. Và khi vào phía bên trong thì những gương mặt thân thiện của ban giám khảo đã làm cho em cảm thấy đỡ hơn rất là nhiều. Mỏi cổ ghê á. Bật mí cho anh biết nè, có phải là con gái miền Trung hay không? Dạ vâng, em là cũng như lúc nãy em đã giới thiệu rồi. Anh không có nghe em là gì? Đất Quảng Nam. Người đất Quảng Nam, Hội An, đúng không? Dạ, đất Quảng Nam. Đất Quảng Nam. Kính thưa quý vị, bài hát vừa rồi rất là mùi, rất là hay. Em nghĩ như thế nào về lời phê bình của nhạc sĩ Hoàng Tuấn ở trong đó? Dạ, em nghĩ lời phê bình của nhạc sĩ Hoàng Tuấn sẽ rất có ích cho em. Và nếu em có cơ hội bước tiếp thì em sẽ ghi nhận cái lời phê bình đó và sẽ cố gắng hơn rất là nhiều. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho em.